Dạ vâng ạ, em Luân xin được hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác và kính thưa các bác cùng tất cả quý anh chị em. Loa này thì chắc chắn là cháy hàng rồi các bác ạ. Quá nhanh và quá nguy hiểm luôn. Buổi chiều ngày hôm nay đúng không ạ? Em setup và test một bộ các bác nhá. Một bộ nguyên com tại Kinh Môn Hải Dương với đôi loa JBL KP8052. Súp JBL MRX618 đẩy PS vang số PS Audio quản lý nguồn Ali. Và thì cũng nhân tiện đúng không ạ? Trong thời điểm này thì em xin phép là sẽ mở ra quay nội thất cho các bác của anh em một chút, cháy hàng thì các bác nhá. Còn đúng 3 đôi duy nhất để xin được quay nội thất, review và chào bán tới các bác của anh em. Loa JB KP8052, KP800 các bác nhá. Sẽ không để các bác của anh em phải chờ đợi lâu. Các bác hãy tham khảo phần nội thất với em các bác nhá. Loa xịn, giá cực kỳ là yêu thương các bác nhá. Bát 30 từ leo, dòng leo litadium cao cấp các bác nhá. Bát sâu, tép sáng chi tiết, sạch sẽ tới từng lốt nhạc các bác nhá. Đôi loa sử dụng bát 2262H made in Mexico các bác nhá. Tuyệt vời cho một cuộc tình đến từ đất nước Mỹ các bác nhá. Đúng không ạ? Một cuộc tình đẹp đến từ đất nước Mỹ. Đó. Ok chưa? Xương nhôm đúc các bác của anh em xem. Chất đúng không ạ? Màng loa này đúng không ạ? Tuyệt vời chưa? Đây ạ. Mở hết ra cho các bác xem. Ba đôi nữa các bác nhá. Đấy, chỉ còn ba đôi nữa cho ba bác thôi. Đó. 2262 đúng không ạ? H made in Mexico các bác xem. Đẹp tới từng mm luôn các bác nhá. Chứ không phải là cm rồi đúng không ạ? Ok chưa? Đây ạ. Đó, các bác anh em xem. Tuyệt vời không mặt trời đúng không ạ? 2262H các bác nhá. Tuyệt vời chưa? Đó, anh em điện liên tục, điện cháy máy em luôn các bác nhá. Loa tép sở hữu đó là loa tép 2408H-1 các bác nhá, made in China. Tép leo. Các bác của anh em thân mến, trông cái đời tép nhỏ nhỏ lẻo khoẻo này vậy thôi nhưng mà tép này tiếng rất là sáng các bác nhá. Nó còn sáng hơn cả những cái dòng tép to luôn. Và đặc biệt là các bác của anh em không no đời này bị cháy tép các bác nhá. Đừng no đời này cháy tép. Vì đời này nó có đúng không ạ? Hai bóng điện chống cháy tép 100%. Ủa em thấy tuyệt vời. Hôm vừa rồi chính em các bạn. Chính em làm sốc tín hiệu mà em nói chung là đỏ mặt luôn các bác nhá. Chỉ sợ cháy tép nhưng mà thực tế ra không cháy. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Hai con điện chống cháy tép, rú mic cũng không hư tép các bác nhá. Các bác xem này đúng không ạ? Tuyệt vời ông mặt trời các bác nhá. Thùng gỗ sơn thần bóng màu đen, anh em gọi điện cho em cứ bình tĩnh nhá, đúng không ạ? Cứ bình tĩnh. Đấy. Tuyệt vời, đúng không ạ? Đây là loa xịn các bác nhá. Đấy chứ không phải là dòng loa của tàu khựa đâu. Đấy không phải loại tàu khựa hàng nhái loại 1 đâu các bác nhá, hàng xịn đấy. Đó. Tuyệt vời ông mặt trời đấy các bác ạ. Đúng không ạ? Anh em gọi cháy máy luôn, lúc nào cũng cháy máy luôn các bác nhá. Ok chưa? Và đây hình thức mặt trước của em đây các bác nhá. JBL các bạn. Intelligent đúng không ạ? Quá đẹp luôn cho một cuộc tình. Còn ba đôi anh em nhá, mọi người liên hệ cho em sớm ạ. Đó, còn ba đôi. JBL KP8052, KP800 đúng không ạ? Made in China. Các bác nhìn tem đúng không ạ? Chất lượng các bác nhá. Qua chất lượng. Rất tiếc là không còn nhiều đúng không ạ? Rất tiếc không còn nhiều, cháy hàng luôn. Đấy. Các bác của anh em xem. Nội thất JBL. Và thưa các bác của anh em cứ mãi vui quên không báo giá đúng không ạ? JBL KP8052 giá tốt nhất cho các bác sập giá nhá, 28.800.000 đồng. Giá trên tại cửa hàng 29.500 ship đến tận nhà các bác của anh em. Mọi người cứ ở nhà đúng không? Em nhận hàng đúng không ạ? Đấy, cứ ở nhà cho em nhận hàng thanh toán tiền. Rồi, ok chưa? Cứ ở nhà cho em nhận hàng thanh toán tiền. Và các bác của em lưu ý nhá, tem phát sáng, mở to phát sáng các bác nhá. Đúng không ạ? Đây, nó có đường điện cấp lên các bác nhá. Mở to phát sáng. Ok chưa? Các bác của anh em xem tham khảo nhìn kỹ. Quá đẹp. Quá ưng các bạn. Rất may mắn em luôn nhập được mấy đôi. Kể có khoảng chục đôi thì đẹp các bạn. Ít quá các bạn. Kể có chục đôi đẹp nhưng ít quá các bác nhá. Giá như có chục đôi bán có phải mái thoải không đúng không ạ? Đó. Và hiện tại các bác nhá, nếu như là loa JBL mới, em đang có loa súp JBL JZX các bác nhá. JZX 118S giá chỉ có 13 triệu thôi. Hàng xịn, em bán chỉ 13 triệu các bác nhá.
Súp JBL MRX 618S em bán chỉ 23 triệu. Made in Mexico các bác nhá. Hai quả súp đều là made in Mexico. Còn loa JBL KP8052 là made in China các bác nhá. Giá 29.500.000 em bao ship. Giá này chỉ cao hơn một xíu so với 6012 thôi các bác nhá. Đấy, nhưng chất của nó thì tuyệt vời hơn các bác nhá. Hay hơn, chất hơn. Và các bác của anh em thân mến, mọi người sở hữu đôi loa này thì có thể gọi điện cho em để em test nguyên com cả bộ cho các bác nhá. Đúng không ạ? Test nguyên com cả bộ cho các bác của anh em. Hoặc là các bác có thể mua những con đẩy, em tư vấn đẩy này, đẩy sử dụng những con đẩy có công suất từ 600W tới 800W trên đến 1000W trên một kênh nội trợ 8 ôm qua nhá. Là đánh hay phê. Ok chưa? Và đẩy càng đắt tiền, đúng không ạ? Thì càng hay. Đấy, đẩy hãng hay các bác nhá. Ok, cảm ơn toàn thể các bác nhá. Còn ba đôi nữa xin được chào bán với các bác của anh em. Hãy liên hệ cho em luôn thật sớm, em luôn chuyên những dòng loa đến thương hiệu của Mỹ các bác nhá. Số máy là số Zalo 0365888988, 0368591555. Em luôn giao hàng toàn quốc. Trân trọng cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Và có bán trả góp các bác nhá. Ok, xin chào anh em ạ.